Christiana Kuki, 23 tuổi ở Virginia, Mỹ, đã lên kế hoạch nghỉ ngơi ở một nơi lãng mạn để thắp lại mối quan hệ với bạn trai cũ. Tuy nhiên kế hoạch này không thành và họ đã chia tay. Christiana chia sẻ, tôi đi du học ở Anh trong năm thứ 3 đại học. Tôi có kế hoạch gặp người yêu cũ và chúng tôi có thể đi du lịch đến Paris cùng nhau. Trước đây, tôi luôn muốn có một bức ảnh nụ hôn lãng mạn ở thác Eiffel. Tuy nhiên, tôi và anh ấy chia tay vì vậy tôi phải suy nghĩ lại về kế hoạch ban đầu của mình. Nụ hôn của Christiana và chàng trai xa lạ dưới chân thác Eiffel. Christiana dẫn đến thác Eiffel với một người bạn gái, chụp rất nhiều bức ảnh. Lúc này, cô nhìn xung quanh, thấy một anh chàng tuyệt đẹp và nghĩ mình luôn muốn một bức ảnh lãng mạn và bây giờ là cơ hội. Vì vậy, cô đến gần anh ấy và nói, bạn có biết nói tiếng Anh không? Chàng trai trả lời, vâng. Sau đó, cô gái nhìn anh, cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh và gọi, bạn sẽ hôn tôi ngay trước tháp Eiffel để chụp ảnh chứ? Anh chàng đồng ý với đề nghị của cô và bức ảnh chụp khoảnh khắc ngọt ngào đó đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Nụ hôn của cô sinh viên ở Rome. Christiana cũng thực hiện những bức ảnh tương tự với các chàng trai tại đấu trường La Mã ở Rome, Italy và một anh lính cứu hỏa đang ngồi trong xe ở Kentucky, Mỹ. Cô nàng cũng đang muốn có thêm bức ảnh ở Ryan và Kim tự tháp Ai Cập. Christiana nói rằng cô làm điều này để kiểm tra sự tự tin của mình. Tôi từng có nhiều vấn đề về sự tự tin và yêu cầu một anh chàng dễ thương ngẫu nhiên hôn bạn đòi hỏi sự tự tin. Phụ nữ không nên từ chối làm điều mình muốn chỉ vì sợ bị phán xét. Christiana khẳng định cô thậm chí không biết tên tuổi, nơi ở của các chàng trai trong bức ảnh và họ cũng không giữ liên lạc sau những nụ hôn nóng bỏng đó.